không để đội bạn xuống biên qua đó. Chúng ta còn thêm một sự thay đổi người. Cầu thủ của Olympic Việt Nam. Vâng, và đúng như chúng tôi hình dung, Văn Toàn vào sân thay cho Công Phượng. Ở trận đấu gặp Ba Đanh, Văn Toàn vào sân cũng ở thời điểm như thế này và tạo ra những khác biệt giúp cho Công Phượng ghi bàn. Văn Toàn, Văn Toàn, Văn Toàn tạo ra áp lực và phạt góc cho Olympic Việt Nam. Văn Toàn. Nỗ lực giành bóng của Anh Đức, Phạm Văn Đức, Văn Toàn, Văn Toàn. Hết sức đáng tiếc. Vâng, quá đáng tiếc các bạn ạ. Một tình huống mà chúng ta đã cố gắng để nắm bắt cơ hội. Văn Toàn rất cố gắng tung ra hai cú. Rất chính xác Anh Đức. Văn Toàn rất nhanh. Văn Toàn đã tạo ra cơ hội. Tốc độ và sự bật vọt đã giúp cho Văn Toàn nắm bắt lấy một tình huống không đơn giản. Pha bóng rất có ý tưởng của Olympic Việt Nam. Tiến Dũng. Anh Đức. Sang ngang. Wow! Vào rồi. Vâng, 1-0 cho Việt Nam. Sự tăng tốc ở cuối hiệp phụ thứ nhất là cái cơ sở để cho Park Hang-seo quyết định tiếp tục tạo ra những tình huống đột biến như vừa rồi. Cú phóng trái bóng từ tuyến dưới của Olympic Việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Chúng ta cùng xem lại đường truyền này. Vâng, bộ đôi trung vệ anh Tùng ạ. Chúng ta đã nói về việc bộ đôi trung vệ có xoay sở chậm và đôi khi vào block cho nhau không tốt. Một pha phản kích rất nhanh từ sân nhà. Hàng thủ Siri đã lúng túng. Vâng, và Văn Toàn, cầu thủ cuối cùng vào sân Anh Người đã lập công. Chúng ta đã thắng. Bàn thắng duy nhất của Văn Toàn đã đưa đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào top 4 đội hay nhất của ASEAN năm 2018. Một mốc lịch sử nữa lại được bóng đá Việt Nam xác lập. Xin chúc mừng bóng đá Việt Nam, xin chúc mừng cầu thủ Olympic Việt Nam. Cảm ơn ông Park Hang-seo và các học trò của ông. Một trận đấu tuyệt vời nữa, cho dù đây là trận đấu mà chúng ta đã cảm nhận quá nhiều những khó khăn, nhưng đây là một lần nữa chúng ta cảm nhận được sự chuẩn bị của Olympic Việt Nam ở ASEAN lần này là rất tốt. Rất nhiều những phương án đã được chuẩn bị và những con người mà ông Park Hang-seo đã sử dụng đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đấu này, kể cả những người đã bị thay ra hay những người được đưa vào để thay thế. Chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng, chỉ là một bàn thôi, nhưng bàn thắng đó đã được đưa chúng ta đến với một mốc mới của lịch sử. Xin cảm ơn tất cả